Hello, chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang điểm để cho những cái làn da dầu này hay là da mụn, da hỗn hợp thiên dầu sẽ được kiềm dầu thật là tốt và cái lớp make up nó sẽ không trôi cả ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta phải làm sạch mặt và tay mọi người nhé. Sau đấy thì Trang đã sử dụng nước hoa hồng và chúng ta sẽ lau mặt một lần nữa thật là sạch. Và ở đây Trang sẽ chọn một cái sản phẩm kem dưỡng, nó thật là khô thoáng, thật là nhanh, không có cái cảm giác là bết dính, bởi vì chúng ta cần một cái lớp make up. Ở đây là lớp make up trong mùa hè, nếu mà bết dính thì nó sẽ có cái cảm giác là lớp nền của chúng ta sẽ nhanh trôi mọi người ạ. Bước tiếp theo, bước thứ hai, Trang sẽ sử dụng em Benefit. Và em này là em dành cho những cô nàng phần chữ T ở trên mặt. Đó là những cái phần này, mọi người nhé. Nó bị lỗ chân lông to hoặc là những bạn mà bị mụn thì mọi người có thể lựa chọn em này làm sản phẩm kem lót. Và khi mà chúng ta lót với cái sản phẩm này thì chắc chắn là cái lớp nền của chúng ta nó sẽ được kiềm dầu một cách rất là thoải mái trong một ngày đi chủ tí mọi người ạ. Cái này kiểu nó như kiểu dạng silicone. Chúng ta sẽ thoa vào vùng chi tê mọi người ạ. Một điều quan trọng nữa là ở cái phần mà chúng ta sử dụng cái kem lót kiềm dầu ấy thì mọi người chỉ bôi cho vùng chữ T thôi. Hai bên phần này, má ở đây này, dọc cánh mũi và trán, trung tâm trán ở góc này nhá. Đấy là cái vùng chữ T. Cái phần mà tiết dầu nhiều thì đấy gọi là vùng chữ T mọi người ạ. Mọi người nhớ nhá, khi mà chúng ta đi chụp ảnh kỹ yếu có nghĩa là chúng ta sẽ cần một cái lớp nền, lớp make up không trôi cả ngày thì càng tốt. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải ưu tiên cho việc make up truyền thống, đó là chúng ta sẽ dùng kem lót đầu tiên và tiếp đó sẽ là kem nền. Trang sẽ sử dụng kem nền Fit Me mọi người ạ. Đây em đây. Và ngày hôm nay Trang sẽ dùng một cái tông rất tự nhiên một cách quá đà, đó là tông 325. Mọi người có thấy rõ không? Và ban nãy thì Trang đã đi làm mầm cái miếng mút này rồi, bởi vì chúng ta bắt buộc phải làm mầm mút mọi người ơi. Wow, bây giờ Trang sẽ sử dụng... Chết rồi, quá đà. Mọi người thấy không? Khi mà Trang make up cái tông 35 ấy, nó rất tự nhiên luôn. Nhìn hai bên này, nó gần như là nó không có sự khác biệt luôn ý. Và đây là lưu ý là Trang đang make up là cho da hỗn hợp thiên dầu hoặc là da dầu da mụn mọi người nhé. Thì các cái sản phẩm và các cái cách làm của ngày hôm nay thì nó sẽ là hướng dẫn cho cái loại da như vậy. Còn nếu mà da khô ấy, thì trước khi make up ấy, ngoài việc là chúng ta bôi dưỡng thì trước đấy thì tốt nhất là mọi người cứ đắp một em mặt nạ như này giúp Trang nhé. Đắp một em mặt nạ thì chắc chắn là da nó sẽ đỡ đi khoảng 80-90% cái việc mà bị khô. Ta phải dặn là kỹ này, thật là đều, và phải làm sao để cho cái lớp nền nó được bám chặt thì nó cũng phần nào giúp được cái lớp nền nó được lâu trôi hơn mọi người ạ. Wow, Trang lấy nhiều như vậy thôi nhưng mà mọi người ơi, nó hút vào đây rất là nhiều và nhìn này, trên tay của Trang sắp hết mất rồi. Vậy là Trang đã vừa mới đánh xong lớp nền bằng cái miếng mút ẩm, cái miếng latex ẩm như này. Và mọi người ơi, mọi người nhìn kỹ nhá, Trang sẽ zoom gần một chút này. Đây là phần nền Trang vừa đánh này. Trông mà rất là mịn, rất mịn luôn mọi người ạ. Em trai có điểm Trang sẽ dùng số 1.5. Và tất nhiên là sẽ là những cái vị trí quen thuộc. Mắt này. Quay trở lại với cái em mút ẩm. Và chúng ta lại dặn. Trang đang trang điểm cho da dầu, da hỗn hợp thiên dầu hay là da mụn. Chính vì vậy mọi người hãy lưu ý, đó là sản phẩm phủ phấn phủ bột như này mọi người nha. Phấn phủ bột chúng ta sẽ dành cho da dầu, da mụn, da hỗn hợp thiên dầu. Vì khi mà chúng ta đánh vùng chữ T tập trung chủ yếu vào đó thì cái phấn phủ bột sẽ có cái tác dụng đó là kiềm dầu và giúp cho cái bề mặt da của những cái người mà bị mụn sẽ có cái cảm giác nó vô cùng mịn. Chính vì vậy nếu như ai da đang giống như da của Trang thì mọi người hãy sắm ngay em phấn phủ bột. Khi mà đánh highlight cho phần sống mũi thì đầu tiên Trang sẽ đánh cái phần thấp nhất, đánh phần này mọi người ơi. Sau đó sẽ là chóp mũi này,
sau đó chàng sẽ đánh hai bên đầu mắt nữa để cho mắt mình sáng này, sâu rõ hơn. Này, nhân trung cằm đó, chàng đánh một tí này thôi thì sẽ có cái cảm giác da được căng bóng. Kiểu bắt sáng. Thế nên là khi mà make up ấy, nhất là đi chụp ảnh ấy, thì mọi người phải tạo khối nhá. Nếu không là mặt tròn như kiểu Trang ấy, mà không có tạo khối thì lên ảnh bao giờ nó sẽ càng tròn hơn, và nó kiểu nó cảm giác béo lắm. Nên là ai mà mặt tròn này, hay là mặt vuông, mặt béo, nói chung là phải tạo khối mọi người ạ. Trang có những cái video tạo khối từ những cái năm về trước cơ, Trang dạy rất là tỉ mỉ, nên mọi người có thể tìm lại, hoặc là Trang sẽ để ở phần trên này nhá. Mọi người hãy xem lại đi, nếu không là cái gương mặt ý, đi chụp kỷ yếu mà to đùng không được đâu. Bởi vì nếu mà đã tiết tiền không ra cửa hàng của cha để make up thì mọi người phải học make up online. Cha đã dạy make up online trên Facebook như này, trên YouTube, đâu có giấu cái gì đâu, chia sẻ hết. Nên là mọi người chịu khó, mọi người xem nhé, để mọi người có thể học được. Hai sản phẩm mà Trang tạo khối ngày hôm nay thì đều là những cái sản phẩm của Catrick mọi người ạ. Và hai cái sản phẩm này thì nó khá là bình dân nên mọi người cũng có thể dễ dàng mua được. Phần đánh sống mức nè, Trang sẽ đánh đầu tiên là cho cái mức nó được kiểu cảm giác cao hơn. Cái mức của Trang nó hơi thấp thấp, không muốn nói là nó thấp nhưng mà nó vẫn là hơi cao cao đó. Nếu mà cánh mũi của bạn nào mà to quá nhé, nhớ quệt quệt hai bên này này, đừng quên đánh hai bên này để cái cằm được vê lai hơn nhé. Đây là gương mặt Trang vừa mới tạo khối xong. Mọi người thấy mặt Trang nhỏ hơn một tí nào không? Chắc chắn là nhỏ hơn đúng không? Và rất là kiểu kiểu tạo khối xong lúc nào nhìn mặt mũi trong kiểu nó rất kiểu tây tây luôn ấy. Má hồng đây thì Trang sẽ sử dụng tông hồng tím một chút. Và em này là một cái sản phẩm của đôi má. Thế thì rơi vỡ thì chết. Đây mọi người nhá, Trang sẽ dùng cái tông hồng tím này. Wow, cái màu này hơi giống kiểu cái màu phong luôn ấy. Nào nào, sẽ có một cái vấn đề nữa, đó là cách đánh má hồng. Mọi người đánh má hồng như nào? Đây nhá, Trang sẽ lấy này, má hồng này, sau đó thì cười lên. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người muốn đậm ở đâu thì hãy đặt cái cọ má vào vị trí đó mọi người nhá. Và nếu như Trang thích đậm ở đằng này, Trang sẽ dặn từ đây. Còn nếu như bạn nào mà muốn đậm từ đây thì hãy dặn ngay từ đây mọi người nhá. Đấy là cái cách đánh má hồng đấy. Hôm nay Trang mới chia sẻ một cách kỹ hơn một tí đấy. Bởi vì cái bước này ấy, thì thật ra có rất nhiều người làm sai, nên là má hồng trông rất kiểu đỏ này. Và đặc biệt là những cái chị lớn lớn hay bị như thế lắm. Còn bình thường các bạn ti ti thì các bạn ấy lại ít khi đánh má hồng đó. Nhưng mà khi đi chụp ảnh kỷ yếu thì chúng ta nên đánh một chút má hồng để chúng ta như kiểu tạo khối. Thậm chí chúng ta còn đánh má hồng kiểu cao lên phần mắt này này, như kiểu say rượu ấy, má hồng say rượu của Nhật Bản ấy. Trang sẽ đánh chỗ này nó hồng lên một tí nữa. Cảm giác cái màu hồng này kiểu nó rất rất là yêu luôn, nó tiệp vào da. Nó không phải kiểu hồng baby nhá, mà nó là hồng nâu mọi người ạ. Màu này nó dễ đánh cực ấy, kiểu da ngăm đánh được này, mà da kiểu không phải là quá sáng cũng để đánh được. Da trắng thì không nói làm gì. Nếu như ai mà hay đánh má hồng thì Trang nghĩ là mọi người tạo ngay cái em này ngay lập tức. Đó là màu số 03. Xinh quá. Kiểu tự khen mình luôn ấy. Nhưng mà đẹp thật mà. Mọi người thấy đẹp không? Ok, Trang đã sắp xong rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lông mày nữa. Nhìn này, Trang vẽ lông mày nhanh lắm ý. Kiểu Trang nghĩ là mọi người cứ vẽ như nào cho nó tự nhiên thôi, chẳng cần phải đừng có vẽ kiểu nét quá làm cái gì. Bởi vì nếu như chúng ta cứ make up kiểu nét sắc quá thì nó sẽ không hợp với cái layout là chúng ta mặc áo dài đâu. Khi mà mặc áo dài có một cái gì đấy nó rất là dịu dàng, nó rất truyền thống, và nó lại là kiểu mặc áo dài để chụp ảnh kỳ yếu nữa, make up kỳ yếu. Nên là hãy làm những cái gì mà để làm cho mình thật là trẻ, thật là teen, thật là cái gì nhỉ, là gì đây, tóm lại thật là đẹp. Làm nét thì chúng ta sẽ lấy một ít cái kem che khuyết điểm này cho vào cái cây cọ hoặc là một cái tăm bông. Và chúng ta sẽ làm nét như này thôi mọi người ạ.
Chan đang lấy một cái cây cọ nhỏ mọi người ạ, và Chan tán cái phần đầu ra để cho nó mềm hơn. Mọi người có thể mua cái bút lông mày kiểu như này này mọi người này. Đó. Đấy, và chúng ta sẽ dùng đánh một trong ba cái màu này. Cái màu nào hợp với màu tóc, sáng hơn màu tóc một chút thì mọi người sẽ dùng. À, trước tiên thì chúng ta sẽ bôi sáng mắt đúng không? Đây, sáng mắt của Chan đây thì chúng ta em chắc điểm mặt nãy. Ta sẽ bôi một tí đi. Chan phải đánh luôn vì Chan sợ là nếu mà Chan không đánh cân như này. Bình thường khi mà mọi người đánh thì đúng là mọi người sẽ làm như này nhá, chứ không phải mọi người cứ xem video cho mọi người lại quên, hay là mọi người lại tưởng là đánh hết một bên xong mình lại đánh bên kia, không phải đâu. Chúng ta sẽ đánh màu đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh luôn cho cả hai mắt để cái mắt nó được cân hơn, và cái sát mắt của không bên nào nó bị khô cả. Nếu không là thường thì màu mắt mọi người đánh lên sẽ hơi bị lệch lệch đấy. Đó, màu đầu tiên Chan sẽ đánh từ đầu mắt này, 2/3 mắt này, mắt sẽ lấy được cái mũ mắt này, cái môi lên một tí cái phần giữa mắt. Wow, chụp ảnh mà phải có nhũ chứ, nó sẽ long lanh long lanh. Đây sẽ lấy phần dưới mắt này một tí thôi, cho nó đúng vị trí này. Chan đánh vào phần này. Đây là một cái kiểu tán hốc mọi người ạ, để thích hợp cho việc chúng ta đi chụp ảnh ý, nhìn nó sẽ kiểu đẹp hơn. Và lấy một cái cây cọ sạch tán cho nó chắc ăn. Nếu không là sợ cái cây cọ con nên ban nãy đang lấy cái màu mắt nó đang bị đậm, xong chỗ dùng tán mà lại bị lem ra chỗ khác bị to. Mỗi mọi người nhìn này, nó sẽ có những cái sợi dài, sợi ngắn, và những cái sợi kiểu như này nó sẽ giúp cho cái đôi mắt của chúng ta nó được to và trông nó baby hơn. Và mắt của Chan thì nó khá là tròn nên là Chan sẽ cắt đồng thời cả hai bên mọi người nhé. Bên này Chan cắt một tí này, bên này cắt một tí nữa. Và bên cạnh đấy thì Chan sẽ phải cắt cái gì đó, là cắt cái đường cân. Vì Chan muốn làm cho cái mi này khi mà mình gắn và mình đi cả ngày nó được kiểu nhẹ cái mắt thôi, nếu không sẽ rất khó chịu. Đấy, Chan sẽ cắt như này, cắt ra như này, một cái đường như này. Đó, thì cái nếp mí mọi người nhìn nhá, Chan hôm nay chưa hề kích mí. Thì cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn cái nếp mí góc này này, nó sẽ to hơn mọi khi rất nhiều so với những cái lần mà Chan kẻ cái đường line này trước. Chính vì vậy ngày hôm nay thì Chan đã không kích mí, mà Chan cũng không kẻ đường line trước, mà Chan sẽ gắn mi, sau đó thì cái chỗ nào mà nó hở, điểm trắng quá, cảm giác bị lộ mi giả quá thì Chan mới bắt đầu kẻ line mọi người nhá. Bây giờ Chan sẽ làm như vậy bởi vì ngày hôm nay thì Chan cũng muốn là cái phần eyeliner này nó được nhỏ nhỏ cho tự nhiên. Mọi người thấy đấy, như này thì cái mi giả trông nó sẽ rất là tự nhiên và nó sẽ không bị lộ là cái đường line nó bị dày nữa. Bây giờ Chan chỉ việc chua mascara lên thôi. Và bây giờ Chan sẽ tới với phần son môi. Và son môi thì hôm nay Chan sẽ lựa chọn hai cái màu như này. Màu này là màu kiểu đỏ xíu vàng. Và trước đây thì Chan đã có hai cái video, đó là make up cho áo dài, một cái màu đỏ này, mọi người có thể xem lại. Đấy là một cái tông hồng đỏ trông rất là yêu. Và một cái gần đây đó là một cái tông cam, hồng cam cam. Và ngày hôm nay thì nó sẽ là một cái tông khác, bởi vì Chan có tận 3 video cơ mà. Bây giờ Chan sẽ sử dụng tông 05 mọi người nhá, số 05 của A Black. Tông này đánh lên kiểu nó đúng kiểu màu rượu mọi người ạ. Đó. Nên có một cái cây cọ nhảy, bởi vì khi mà có cái cọ đánh môi thì chúng ta tán nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta cứ bặm môi không.
Đấy là màu đầu tiên, đó là màu số 05 thôi. Và bây giờ Trang sẽ mix thêm một chút, đó là màu 07. Màu này thì nó sẽ hơi ngả sang đỏ thêm một tí, bởi vì cái màu này nhìn là rất kiểu Hàn Quốc ấy, trông kiểu môi trầm quá, nhìn hơi bị trang giả. Sẽ pha thêm một màu này nữa. Khi mà Trang cho thêm cái màu 07 này lên thì Trang có cảm giác là cái đôi môi của Trang nó được sâu hơn rất là nhiều. Cái cách tô son mà chúng ta trồng màu hay là mix các màu vào với nhau thì đấy cũng là một cái cách để giúp cho cái đôi môi của chúng ta được lâu chơi hơn mọi người ạ. Trang đã chuẩn bị một cái em xịt khoáng, và em xịt khoáng này cũng là một cái em xịt khoáng của MAC, nhưng mà em này sẽ có nhũ bóng một chút để tạo cảm giác cái làn da được căng bóng hơn, được khỏe khoắn hơn. Và trước khi làm thì lắc nhẹ. Kiểu cái hạt lần này, cái vòi cảm giác nó hơi to mọi người ạ, như kiểu đang xối nước vào mặt mình. Ok, đây là Trang đã vừa make up xong rồi, bây giờ Trang sẽ thay áo dài.